hơn ác ngữ sau sư có chỗ nói năm giới có chỗ nói 10 giới đâu mới là chính xác hả sư à, thưa quý vị đó cái cái giới ác ngữ thì một phần là nó mở rộng ra từ cái giới không có nói dối bởi vì sao sẽ lấy ví dụ như à, cái gì là ác ngữ ác ngữ thí dụ như là nói ngươi là đồ con bò ngươi là đồ con heo à, ngươi là cái uh, thứ đáng đi địa ngục chẳng hạn như vậy thì khi chúng ta nói như vậy đó um, quý vị xem coi nó có đúng sự thật hay không à, ví dụ như ừ, ngươi là đồ con bò thì người ta có thật sự là con bò hay không à, một vị, à, à, vị hòa thượng thanh từ đó à, có lần à, nói một câu tôi thấy cũng khá là vui đó là khi người ta chửi mình ấy, Uh, mi là đồ con bò thì uh, muốn mà không có giận á đưa tay lên sợ cái đầu của mình à, mình không có sừng có nghĩa là mình không phải con bò <laughs> thì như vậy đó để cho quý vị thấy cái giới ác ngữ là nó một cái phần chia ra chia nhỏ ra một cái nhánh từ cái giới là không có nói dối hmm. uh, thành ra khi mà nói một cách uh, ngắn gọn vắn tắt thì mình có thể nói là năm giới cho nên khi đức phật chia nó rõ ràng ra hơn khi mà nói nó rõ ràng ra hơn thì chúng ta mới có là không có nói đâm thọc không có nói ác khẩu rồi không có nói phù phiếm quý vị thấy đó ngay cả trong cái chuyện mà mình nói đâm thọc nó cũng một phần trong cái chi phần là không có nói dối bởi vì à, khi mà mình đâm thọc á ừ, nghĩ hiếm ai mà mình đâm thọc mà nó đúng sự thật lắm đâm thọc thì nó sẽ à, sai sự thật hoặc là nó sẽ quá lố hoặc là nó sẽ đi ngược lại với sự thật thì chúng ta mới gọi nó là cái lời đâm thọc để mà chia rẽ chứ à. À, đương nhiên là nó nó có một vài chi phần nó, nó chia nhỏ ra một nhánh nhỏ và trong cái nhánh đó nó sẽ còn thêm một vài cái vấn đề nữa ví dụ như À, mình vẫn có thể dùng sự thật để mà mình đâm thọc. À, tuy nhiên, à, theo ý kiến cá nhân của sư thì nó là một phần chi nhỏ ra từ cái giới không có nói dối, à, rồi à, không có nói lời phù phiếm cũng như vậy. Bởi vì à, chúng ta nói dốc ấy, à, mình à, hoặc thậm chí là mình nói à, à, những cái lời vô ích thì bản thân bản thân nó cũng là mình không có tôn trọng sự thật. Bởi vì sao? Bởi vì đó cái sự thật mà được Đức Phật đề cao là sự thật nó hội đủ uh, hai cái điều kiện là sự thật và có lợi ích. Chứ còn sự thật mà không có lợi ích ấy, thì cũng không được Đức Thế Tôn khuyến khích. Thành ra đó, khi mà cần thiết chia nhỏ ra để mà làm cho vấn đề nó rõ hơn thì chúng ta có thêm hai điều nữa đó là ba điều nữa là không có nói đâm thọc không có nói độc ác và không có nói vô ích trong tặng luật hoặc là trong tăng chi hoặc là tương ưng thì đức phật cũng có nói như thế này cái lời gì mà nó đúng sự thật mà nó không có lợi ích thì như lai không có nói cái lời gì nó sai sự thật mà nó không có lợi ích thì như lai cũng không có nói chỉ có lời gì mà nó đúng sự thật hoặc và nó có lợi ích thì như lai mới nói còn cái chuyện mà chúng sanh có muốn nghe hay không muốn nghe đó thì dù cho chúng sanh không muốn nghe thì như lai cũng có cách để cho chúng sanh nghe được lời đấy đây à, đó là một đặc điểm của đức phật à, thành ra đó à, cái à, trong cái giới này đó quý vị hiểu là một cái giới không có nói dối à, nó là một giới lớn ha, mà chia nhỏ ra đó thì chúng ta có thêm ba cái giới nhỏ nữa à, hơn nữa một cái vấn đề nữa là tại sao mà đức phật à, lại dùng cái giới là không có nói dối này làm cái ý chính mà không phải là những cái cách dùng từ khác. Bởi vì đó, cái ý nghĩa của cái giới này tức là chúng ta phải tôn trọng sự thật, tôn trọng sự thật. Ừ. Khi anh tôn trọng sự thật ấy, thì thật khó để mà anh có thể nói cái lời ác khẩu anh mắng chửi người khác. Bởi vì mình mắng chửi người khác mà mình mắng chửi đúng sự thật thì nó cũng khó. Bởi vì đó quý vị à, có đọc tạng luật đó, quý vị sẽ thấy có đôi khi đức phật khiển trách một cái vị tỳ kheo nào đó khi mà vị đó làm sai ví dụ như à, ngươi là cái kẻ à, lười biếng người là kẻ à, ngu dốt à, hoặc là có thể nói trong những bài kinh khác ví dụ như đây là người không có tàm úy à, đây là người không có trí thì chúng ta nghe có vẻ như là một cái lời khiển trách mà nó tương đối nó nặng nề nhưng mà rõ ràng đó nó do nó đúng sự thật và có lợi ích cho nên nó không thuộc về cái phạm trù của ác khẩu ha chúng ta nên hiểu rõ đó cái cái sự phân biệt ví dụ như người mẹ rầy đứa con nhưng mà rầy một cách nó đúng đắn thì dù cho lời nói nó có nặng nề À, thì nó cũng không có tính là mình ác khẩu ví dụ như um, con học sao mà con, uh, con lười quá vậy Hả? con lười như vậy đó thì uh, uh, con sẽ thi rớt uh, hoặc là con lười như vậy con sẽ bị điểm kém thì rõ ràng nó không phải ác khẩu mặc dù uh, cái lười đó thì nó là một cái kiểu um, chỉ trích nhưng mà nó không phải ác khẩu do đâu do thứ nhất là đúng sự thật thứ hai là nó có lợi ích à, bởi vì khi người mẹ nói nhận xét về đứa con là con lười đó thì nó đúng và nó sẽ mang tác dụng là nó nhắc nhở đứa con là con không có nên lười nữa à, đấy à, hoặc là trong tăng đoàn cũng vậy có nhiều khi vì thầy ấy, à, cần phải rầy học trò ví dụ như uh, mi uh, rất là lười biếng hoặc là mi uh, không có dễ dạy hoặc là mi uh, là người không có tạm úy thì như vậy đó uh, mặc dù lời nói nó nặng nề uh, lời nói nó nghiêm khắc và nó nặng nề nhưng mà nó không rơi vào trong ác khẩu thành ra đó đó là lý do tại sao mà sư nói là cái giới ác khẩu uh, nó là một phần nó thuộc chi phần của cái giới không có nói dối uh. rồi có chỗ nói năm giới có chỗ nói 10 giới đó thì như sư nói năm giới là mình nói một cách tóm tắt à, còn 10 giới là mình chia nó rộng ra hơn chia nó rộng ra hơn để mà phân tích nó kỹ càng hơn bởi vì có một số người đó mình chỉ cần nói một cách đơn giản tóm tắt như vậy là đủ rồi à, nó có hai kiểu là một á một kiểu người á, là mình chỉ cần nói đơn giản tóm tắt vậy là đủ rồi à, một cái kiểu thứ hai à, còn à, cái kiểu thứ hai đó là đối với cá nhân họ thì họ chỉ giữ được một cách đơn giản như vậy thôi còn giữ giới mà sâu xa hơn họ giữ không nổi Đấy. rồi chỉ có những ai mà cần thiết phải phân tích rõ vấn đề hơn à, hoặc là họ cần phải um, à, chia nhỏ vấn đề giữ nó một cách nghiêm túc hơn thì mình sẽ dùng là 10 giới à. tại vì trong 10 giới đó à, nó trong cái, nó có thêm ba cái phần của ý căn nữa đó là gì à, không có tham không có sân và không có tà kiến cái quan trọng là mình thêm ba cái ý này nữa nè còn cái cái khẩu á là nó thuộc về cái giới không có nói dối mà chia nhỏ ra cái quan trọng của 10 giới đó là ảnh chia ra thêm ba cái giới của ý nữa còn năm giới của người cư sĩ đại gia đó thì không có ba cái phần này cái nào cũng chính xác hết tùy đối tượng tùy đối tượng và tùy nhu cầu